À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu kết hợp với các quân đoàn của Hung Nô để đi tấn công một loạt các cái vùng lãnh thổ này. Thực ra thì mình cũng không cần phải chiếm vùng này đâu. Thực tế là mình không cần phải chiếm vùng này. Nhưng mà bởi vì chúng ta phải đến tận năm 450 chúng ta mới hoàn thành được chiến dịch. Đây là mình cũng muốn thử đánh nhau với thằng Sassanid xem thế nào. Bây giờ thì quân đội của mình cũng khá khá mạnh đấy. Nên là hiện tại thì bây giờ mình sẽ đưa tiếp một quân đoàn nữa xuống đây. Bởi vì thằng An Tây nó bị tiêu diệt rồi đúng không? Chả còn quân ở đây nữa để mà sợ. Sassanid thì liệu nó có thể phòng thủ được cái thành này không? Để cho chắc ăn thì có lẽ mình phải có thằng điệp viên đi do thám nhỉ. Thành này không sợ nữa rồi. Thành này thì vẫn phải gác vì chưa đủ lương thực thôi. Mấy cái thằng này sớm hay muộn cũng bị Hung Nô nó giết. Tập trước mình đang định đánh cái thằng này thì mình quên mất mình chưa cắm trại. Đây, tiêu diệt luôn hai thằng sắc sông này nữa là chúng ta có thể kết thúc một thống đốc tỉnh. Đám con ông cháu cha mình đâu hết rồi. Đại hãn luôn. Thái tử này. Ok rồi. Vấn đề là thêm một thống đốc nữa, bây giờ bổ nhiệm thằng nào? Cái vùng này thì bây giờ chỉ có tăng vào à. Thống đốc à? Ok, qua lượt. Bản thân cái thằng này nó cũng đang chiến tranh với thằng Sassanid nên là bây giờ nó không còn lực lượng nữa nên nó rút về nó phòng thủ đây thì nó cũng đánh thằng Sassanid ở phía này. Mình cứ kệ nó, chứ đánh chiếm cái thành của nó làm gì. Mình cứ phát triển từ từ lực lượng của mình sang phía nam. Hiệp ước hòa bình á? Ai cần hòa bình không mày? Ô, nó chạy. Rủ dê được anh Hung Nô anh đi đánh bọn Sassanid thì mình sợ gì nhá. Sassanid tuổi gì mà đánh nhau với Hung Nô. Đấy, đúng rồi. Các quân đoàn của Hung Nô. Mặc dù Hung Nô Attila đã qua đời rồi nhưng mà cũng thật khó để bọn chúng nó có thể. Bọn này nó lại phục quốc à? Bệnh lao ủng hộ chính phủ. Ừ,
Rồi. Thằng này gì? Thế nào? Đây à? Lại khôi phục lãnh thổ lên đây à? Có quân đâu, chẳng chết. I greet you in my master's field. Giao thương với nó phát đã. Sau đó mình sẽ đề nghị nó chiến tranh của mình chống lại Sassanid. Cái thằng da đen này. Ai già. Cái thằng da đen này. Mày ôi à. Chảnh ghê nhỉ. Nhưng mà cái nguyên tắc chính là ngoại giao mà mình đã nói rồi, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Vấn đề là bao nhiêu tiền mới đủ với cái lòng tham của nó chứ. Ai dù 6.000 không chịu. Nào. Thấy chưa? Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ok. Ui, chơi với thằng đấy được nhiều tiền thế. Anh em truy sát nó luôn. Nó chui xuống cái góc này thì nó chết bố nó rồi, đâu nữa làm gì còn đường mà chạy đi đâu nữa. Rồi. Chạy đâu. Quân đoàn của nhà vua, quân đoàn của thái tử, hạm đội này à. Úi dồi ôi. Yes. Moving out. Đề phòng thôi chứ còn nó đánh cái quái là được mà. Ready for battle. Bây giờ giải quyết phương Bắc á. Hay như này. Bây giờ Hung Nô nó là cái gì, đối tác chiến lược của mình rồi. My friend, be welcome. The ancestors. Sí. Ok. À đây rồi. Nếu mình không nhầm thì mình sẽ được. À không được. Không được trận đánh liên hợp à. Nó gần như không có đơn vị tầm xa. Rừng thưa. Ồ, tốt. Chỗ mình triển khai quân thì không có rừng rú gì. Mình rất ngán đánh nhau trong rừng. Mà cái thằng Ante của Slaver nó lại mạnh để đánh nhau trong rừng. Mình thì lại không biết đánh nhau trong rừng. Không biết mình chơi kiểu gì cái bọn đấy được. Hay là cái bọn đấy nó đánh nhau trong rừng. Sao lại đi đánh nhau trong rừng cơ chứ? Đánh nhau trong rừng làm cái gì? À, nó rất nhiều chó nhá. Chỗ này nào phải cẩn thận vì nó có nhiều bác dê. Nhiều anh em bảo sao cứ xếp cái đội hình này, đội hình này chẳng nhàn à? Đánh nhàn, đỡ phải đau đầu. Không phải lo bị chúng nó móc lốp. Thì chúng ta chỉ phải lo điều khiển kỵ binh thôi, còn bộ binh thì không phải lo điều khiển nữa. Gần như vậy. Nhàn hạ. Mà kỵ binh, khi mình điều khiển kỵ binh rồi thì làm sao mình còn tay để điều khiển bộ binh nữa. Thế nên là với những thanh niên tay chậm thì cứ chơi kiểu này là được.
Rồi, cho chúng nó lên nhanh nhanh xíu. Cái đội hình liên hợp ở giữa kết hợp giữa Test Studio và Steel World này, nó là một cái đội hình có thể nói là đây tường khiên Steel World rất là hợp lý. Bọn này nó được búp kiếm vàng nữa thì nó còn chém ác nữa. Này, mấy thằng này này, mấy anh dâu dài long bè, bọn này khả năng nguyên. Ui dồi, sao mắt mũi thì trông như kiểu mấy cái thằng nhìn băm trợn quá. Tháo bắn rồi à? Ui dồi ô, giải quyết con ngựa nó trước cho. Mấy thằng cung của nó thì có cái gì đâu mà. Mấy thằng nuôi chó này thịt. Ủa đây lại có thịt chó để ăn rồi. Tối nay chúng ta lại có thịt chó để ăn rồi. Lại hồi được. Hồi còn vài thằng chả làm được cái gì. Rồi thả chó đấy. Các bạn ấy đang di chuyển rất là nhanh. Mình chưa cho quân mình tiến được, ngựa của mình tiến được bởi vì này nó đang có rất nhiều chó. Kỵ binh của mình chạy ra là chó cắn chết đấy. Kệ nó đi, bắn tên con vua được mà. Đấy, chó bắt đầu xông vào, nó bắt đầu thả chó này. Ôi, thằng nuôi chó khôn hết, chạy vòng vòng ra đây để cắn ngựa anh à? À không. Bình của anh ấy, mày nó bị điên đấy. Cái con ngựa này của nó bị điên. Lính gì mà bị kỵ binh nó sốc cho như thế này thì mất tinh thần luôn, khỏi nghĩ. Rồi tàn tạ ngay. Chạy hết à? Come at its head, our horses.
đường kim cương đó, bình thường thôi. Cái thằng Long Ba nó chém chết đi. Tướng địch đã chết rồi. Còn láo được nữa không? Sắc sông. Nó còn một đơn vị ở ngoài biển nữa. Uầy, mấy thằng Long Bè nó xông lên có một tí thôi mà nó chém chết nhiều thế. Chả chết thằng nào, ngồi đầy quân luôn. Không mất quân. On the move, lads. Thirsty for battle. To your duty, my warriors. Fleet ready. Còn mỗi thanh niên này nữa. Bây giờ thì lượt sau mới đánh được. Lượt sau mới đánh được. Going aboard. Ready for order. Ai già, bọn này nó đông quân ở đây thế. Bây giờ mình không còn phải gọi là vương quốc Langoba nữa mà phải gọi là đế quốc Langoba rồi. Trời ơi, còn 2 năm nữa thì mới hoàn thành chiến dịch. Ấy, Hùng Nô bắt đầu cử quân xuống rồi. Bây giờ mình lại có một cái liên minh tuyệt vời thế nhỉ? À, bây giờ thì mình thuyết phục lốt cả mấy thằng Trung Đông để nó sang đánh nhau với Sassanid. Tôi khỏi cần chi hầu chi heo mệt lắm. We'll give you a fair answer before the sun sets. Thôi khỏi. Đồng minh thế cũng được rồi. Nó cũng có con quân quá đâu, nó có mấy thằng quân củi. Your orders. Rồi, chìm xuồng đi em ơi. Đi vào cái vùng biển gì mà tối tăm mù mịt này biết. Yes. All hands to the oars. Junte đã bị tiêu diệt. Rồi vào đây. À không, vào đây. Đang cải tiến. Cũng đang cải tiến. Ái giả, sức mạnh hạng 3 thế giới cả. Thế thì chắc là nó chỉ thua mỗi thằng Sassanid thôi. Wow, thuyết phục được thằng này nó chiến tranh với Sassanid nữa thì đẹp trai vãi chưởng đấy. Please be seated. Ôi trời ơi. Mình đánh nó te tua thế. Ôi, thế thanh niên này chưa dẻo à? Ready for battle. 548.
thirsty for battle. Hôm nay nó cũng sắp nổi loạn này. Ready for further orders. Nhà thờ này. Mình nhớ trong cái nhóm công trình cộng đồng nó có một cái công trình nó tăng cả đâu nhỉ? Tăng cả về trị an, tăng cả về đây, cả vệ sinh dịch tễ này. Lương thực của mình thì khá nhiều. Đây. Ồ, kinh tế của mình bây giờ tuyệt vời thế. Trận chiến với thành công Stantinop. Nó có 1, 2, 3, 3, 4 cung thủ gì đó. Mấy thằng quỷ đá thôi. Được. Cái thành này của nó làm sao mà lại bị chết đói à? Thiếu lương thực à? Ờ, xây cho lắm công trình kia vào. Để chiếm lại Constantinople. Cái gì thuộc về châu Âu thì hãy trả lại cho châu Âu. Nó có 3 đội cung, nhưng mà cung của nó rất mạnh. Úi dồi. Ôi ôi, thành công Stantinop. Ôi ôi, nó có 2 lớp tường thành này. Ôi ôi. Kiểu này mình công thành chắc là hơi vất đấy nhỉ. Vào được đến, úi dồi. Sao thành to thế. Ở bên này còn có cả một cái bán đảo này nữa. Ngắm cái thành tí đã. Mình bảo rồi mà, mình có dù là gì mình cũng phải cố gắng tấn công với thành công Santinop chiếm lại. Ôi, thành nó vào tận trong này cơ. Tiếc rằng nó bị bọn dợ nó chiếm, à mấy thằng phương Đông nó chiếm nên nó biến thành văn hóa phương Đông. Không hẳn, nó vẫn giống có kiến trúc của La Mã nhỉ. Ừ, đây, đấu trường, trường đua đây. Khán đài kiểu này ngồi kiểu quá nhỉ. Nó cũng bị một phần tha hóa thành kiến trúc phương Đông rồi. Không, vẫn còn đây. Bức tượng. Ờ, mình tưởng thần tự do thì là nữ cơ mà, sao đây có cả thần tự do nam à? Quảng trường này đẹp thế. Ai ôi. Ấy, đây còn có bến cảng này. Ôi ôi, con đường này, con đường. Ôi dồi. Đường đẹp thế. Ôi. Trận này đánh thì đánh được đấy nhưng mà. Mình sẽ đánh qua đây à? Tiến thẳng vào đây à? Tường thành thứ hai này của nó bị phá hủy rồi. Nếu còn thì chắc là nó sẽ đặt được cung thủ ở trên này à? Ai già. Nếu thế thì công cái thành này mà nó chưa bị phá hủy thì cũng đau đầu đấy nhỉ. Đây, nó còn có mấy cái chết rồi.
đi vào đây. Chứ rồi mình đánh kiểu này thì quân của mình liệu có đủ mà đánh không? Đánh ở góc này vào thì nó đỡ nhàn, đỡ vất hơn đấy nhỉ. Chỗ này mình không thấy nó có cái chỗ nào để đặt pháo. Chắc mình phá ít tháp canh thôi. Đây mới cả đặt đây thì nó... Ai à. Cái vùng biển này, ai dồi ôi. Biển ấy di chuyển này cả. Thành công Startinop đẹp vãi vua. Thì nếu vào thành phải check in một phát nữa. Cái vinh dự này đáng nhẽ phải để cho nhà vua hoặc thái tử chứ nhở. Cho ngay một cái thằng tướng bình thường vào này thì... Chí quá. Rồi. Rồi, phá luôn. Mày qua chỗ này nó không đặt pháo. Phá tháp canh đã. Lâu lắm mới được đánh một cái thành của La Mã, nó thành nó to này. Trời đất ơi, mấy thằng quỷ đá này thì không sợ. Ôi, thành công Startinop có khác. Đây là cái thành mà tồn tại hàng nghìn năm, chảy có đến khi đế quốc Ottoman dùng đến pháo hạng nặng mới có thể phá hủy được bức tường thành của thành công Startinop các bạn nhá. Theo lịch sử ấy. Bao nhiêu cuộc chiến xảy ra nhưng mà cũng vẫn chưa thể phá được Constantinople. Bởi bức tường thành của nó rất cao và chắc. Có tường cao mà. Ô, bọn này bị ngã lỗi cổ chết này. 80%. Bắn tiếp. Hay quá. Vào đây. Ô, bọn này. Ô, cái tường của nó. Mình cứ tưởng nó lộn cổ, hóa ra không phải, nó chạy xuống đây được. Tường của nó cao thế này. Cây này nó bắn được này. Thì không biết mình có đủ cơ số đạn để mà phá cái tháp canh này nó không. Cổng thành đã bị phá hủy à? Phá hủy mình cũng không thể vào được, bởi vì mình vào thì ôi giời, tốt quá. Điều đó đầu tiên là lục một lỗ để chui vào. A fire rages through the enemy settlement. Đục một lỗ chui vào. The walls are destroyed. The defenses are no more. Phá luôn cái tháp canh này cho anh. Đục được một lỗ để chui vào rồi. Ai xả ôi, pháo này bắn cũng ác nhỉ. Phát nữa là lỗ tháp canh rồi. Vậy có vẻ mọi việc đang ổn đấy. To quá. Rồi. We have destroyed the enemy tower. Phá tiếp. Mình La Mã đâu, lên đây.
thằng này bỏ chạy. Cái gì? Dân quân áo vải à? Dân quân áo vải nữa thì nói chuyện mẹ gì. Con đường nó tiến vào, mọi con đường sẽ tiến đến Constantinople. Ôi, nó còn làm cả đường tận bên ngoài này để vào cơ mà. Đường lát đá, đúng là đường để làm mã. The enemy's walls crumble before our might. Có vẻ ngon đấy nhỉ, phá nát hết tường thành đó rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn mấy thằng quỷ đá. A unit has fired all of its ammunition. Ai giờ tôi đi vào đây. Tấn công từ hướng này đi. Phá lốt chỗ này xuống nha. Sập lốt. Tiến vào đây. Dễ nhất. Hung thủ nó đứng trên tường này thì chết kẹt rồi. Những bức tường đang sụp đổ chúng. Trước sức mạnh của chúng ta kinh. Thành công Constantinople. Cung này của nó bắn rất là tởm đấy, không phải đơn giản đâu. Bắn ghê lắm ấy. Có điều là bây giờ nó bị ăn tên của mình, sập chết gần hết rồi. Bây giờ nó cũng không xuống được thì phải, chết kẹt ở trên này. Nó còn là mấy thằng quỷ đá nữa. Một vinh dự lớn lao cho vị tướng này khi được công thành công Constantinople. Bắn tên cầu vồng không ăn thua. Infantry! Follow me! Follow me! Nhưng mà không thấm lắm đâu. B
binh của nó nhỉ. Mấy thằng quầy đá kia rồi. Đây rồi. Long Ba Sosman. Ba đội quỷ đá của nó kìa. Tràn xuống. Warriors eager for blood. We'll kill them all. Run, curse you. Shield wall. Lombard swordsman. Lombard swordsman. Tám mươi chín. Ôi. Tấn công cận chiến 89. Cái cung thủ nó thì làm được cái gì? Mấy con ngựa ấy rồi. Chuẩn bị lập test turo lên cho anh. Enemy units have returned to the battle. Xong rồi. Được thế nào? Xong. Chắc còn thằng tướng ở trong thủ phủ này nữa thì. Bọn này nó chết kẹt rồi, nó cũng không ra được đâu. Tất cả anh em tiến lên. Ơ kìa. Đứng ngắm nó à? Bây giờ không có cách nào mà lên đây để diệt được nó à? Có chứ nhỉ? Có cửa lên đây mà. Không lên được. Ra đây, ra đây, đây. Ở đây nó chết kẹt trên tường thành rồi. Này nó rộng quá. Đấy, cái tường này mà không bị vỡ thì ngon không? Hai lớp phòng thủ tiếp theo này thì ăn làm sao được? Đặt cung thủ đây mà bắn cho thì nó đỡ làm sao được? The enemy is attacking our general. Mấy thằng này bị kẹt trên tường. Cái thành phố gì mà rộng đây. Thằng tướng nó chắc đang đứng trong thủ phủ. Thành công Stavinov. Đá.
chiếm thủ phủ là thắng mà. Cần gì phải ấy đâu. Đối với các thành to lại cứ chiếm thủ phủ rồi. Bọn ngựa này đập chậm lắm, bọn lính nó đập nhanh hơn. Đồng thế nhỉ? Hoa cả mắt. Ây da. Thành phố Constantinople. Kinh đô ánh sáng. Không còn cái gì chắn nữa rồi. À, vào đây. Các công dân của La Mã vẫn đang ở, công dân của nó vẫn ở trong này. Vớ vẩn lại, lại thảm sát dân thường rồi. Mấy thằng này không chạy nhanh chết mình dỡ. Ấy giời, dâu gì à, ác nhỉ? Sao đến mấy thằng Trung Đông phát dâu ác thế? Để dâu đúng kiểu. Thanh niên này sao giống giống mấy thằng IS bây giờ thế nhỉ? Nhà cửa đẹp ngay. Đây giống như khu chợ. Cái đây là cái gì? Nó giống như kiểu là quảng trường ấy nhỉ? Ờ, đúng rồi, quảng trường. Để đi vào đấu trường này. Giống như là thư viện. Còn đây là thủ phủ rồi. Cung điện hoàng gia. Ui, các cái tòa lâu đài lấp lánh này. Quảng trường. Ê. Đông dân ghê nhỉ? Dân vẫn đi lại đông ghê. Chết rồi, mấy con ngựa mình vào đây này, thảm sát dân thường rồi. Đấy, chưa gì nó đã thảm sát được mấy dân thường ở đây rồi. Tiếp tục. Vinh dự dành cho Long Ba Sosman. Tướng nó đâu? Tướng nó lại chạy đâu rồi? Chạy vào thủ phủ rồi à? Mệt mỏi à? Ai? Úi dồi ôi.
dồi. Ui dồi. Phát sốc đầu tiên giết nhiều thế. Ui dồi ui dồi. Thôi được rồi. Thế là thành công Stantinop đã thuộc về chúng ta. Một trận công thành mà chết có hơn 100 quân nữa. Rẻ quá. Thành phố Vinh Quang đã thuộc về chúng ta. Khôi phục lại đế quốc. Có nên không nhỉ? Rồi, khỏi để khôi phục. Nhà thờ Hy Lạp. Constantinople. Chúng ta đã kiểm soát được Constantinople. Tiến một mạch sang tận Constantinople. Thêm máu chiến. Your orders. Easy into port. Hung nô này. 5448. Trời ơi. Còn rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ. Nào. Quân đoàn của nhà vua. Quân đoàn của thái tử. Visigoth. Visigoth làm gì đấy? Hung nô thì tốt nhất là lên bờ đi. Chạy xuống biển làm gì? Ha, thằng này trèo lên bờ à? Thế thì nó chết rồi. Diệt lốt. Sassanid đang bỏ chạy. Số hơi ba quân đoàn hung nô nữa ở đây. Hung nô nó như kiểu là phái bộ của Liên Hợp Quốc của mình. Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Lấy vợ à? Cộng 2 xảo quyệt mà ngon phết đấy. Cô đầu cho nó lấy vợ. Thôi, dẹo đi em. Starting out. For the tribe.
hai đội kỵ binh thì cứ khử đội kỵ binh của nó là xong. Thế là thằng này xong rồi. Thành công Stantinop đã thuộc về chúng ta rồi thì còn gì nữa đâu. Ô, sao nó lại ở cái địa hình đẹp vãi chưởng này. Địa hình kiểu này thì đánh nhau kiểu gì. Tiến lên tí. Warriors grouped. We hunger for blood and battle. Ready for orders. Battle group ready. Fearless warriors. Battle ready and eager. Mountain death. Chỗ này chắc phải cho cái binh đi càn rồi. Xem là chúng nó ở đâu rồi. Infantry. Đúng rồi, cái địa hình quá loay hoay. May mà quân của nó cũng không có gì thôi. The enemy draws near. Binh của nó cũng đang lên rồi. Đứng ngay ở cái rừng cây rộng rạch này. Giãn cách đội hình ra. Kinh nhỉ, sốc phát mình mất nhiều quân phết đấy. Lắm kỵ binh nhỉ. Vòng ra đây móc lốp mình. Thông minh lắm. May thì tính rồi. Hồn phép đi chứ đùa này.
con ngựa đâu rồi? Chạy rồi à? Nó sẽ bắn đá này, không bắn nữa. Chết bộ binh đấy. Công rồi anh. Xem nó còn quân nữa không mà nó gớm thế nhỉ. Long ba ai xa. À bên này nó có dìu, thảo nào quân cũng vong nặng thế. Có ba con mà không chạy à? Lì phết nhỉ. Ôi nhanh mấy thằng dìu sang bên này nhanh. Trên bên này bị đỡ đánh dữ quá. Sosman chiến binh bắt đầu tinh nhuệ đập ngay bọn này cho anh. Tưởng dễ ăn bọn này mà không dễ ăn. Mày mày Lomba Sosman. Xong rồi. Quanh đã chết rồi. Ây chà. Thắng nó cũng không dễ dàng gì nhỉ. Quân của nó cũng lì phết. Vẫn chạy được à? Mày chạy đến đâu? Xong. Get moving. Get to it, men. To your duty, my warriors. Xong phim. Thiếu lương thực à? Năm 448 sắc sông đã bị tiêu diệt. Bản đồ chính trị càng ngày càng nhỏ hẹp. Nói với thằng này cũng không ưa gì nhau. Thanh niên này đi bụi đời xa thế. Biết tận đây cả. Chắc bị thằng hung nô nó truy đuổi ác quá chạy. Ờ đúng rồi, hai quân đoàn hung nô đang ở đây nó truy đuổi này, ba quân đoàn luôn, nó chả chạy re kèn. Đây một quân đoàn nữa, úi dồi ôi.
Hết tiền để sửa chữa. Khu định cư có tường cao cộng 20 điểm sĩ khí khi bị vây hãm cho quân đoàn địa phương, cộng 10 của cải theo các chương trình văn hóa, trừ 20 trị an do thiếu lương thực. Vệ sinh 9. Tuyệt vời, ông mặt trời, ối già. Phải chờ mấy anh hung nô xuống nữa thì bắt đầu mình mới đánh được. Chứ bây giờ mình chưa ăn được. Đi đường biển đã. Nó không đuổi được. Hơi xa. Hơi xa để cho nó có thể đuổi. Tốt rồi. Rồi, một hạm đội đã đóng ở đấy. Chúng ta có đủ lực lượng để phòng thủ. Sassanid à? Sassanid. Sassanid. Ôi dồi ôi. Có vẻ như là người Long Ba có vẻ làm hơi quá so với cái những gì họ đã làm được trong lịch sử. Bởi vì người Long Ba người ta chỉ tiến được vào bán đảo Ý chứ đâu đã vào được cái vùng Ban Căng, tiến được vào Hy Lạp đâu. Cũng chưa sang được đến Tây Ban Nha. Cũng chưa bao giờ đặt chân lên nước Anh. Cũng chưa thể chiếm được đảo Anh. Rồi, hết. Nó bắt đầu nó đưa quân đây này, nó còn phải tiêu diệt thằng này nữa này. Quân ly khai, quân đông, quân ly khai, châu Phi. Vấn đề của nhà nước à? Vấn đề gì? Kẻ tạo phản. Một kẻ chạy trốn. Cho nó tị nạn. Ờ thì cho nó tị nạn. Mình cũng chẳng hiểu cái món tị nạn đấy là cái gì. Nghe nhưng mà thằng này đi. Không ai phòng thủ ở đây à? Sắp nổi loạn rồi. Vùng này của nó sắp nổi loạn này. Cướp phát xong rút về nhỉ. Ôi ôi, đông quân này cướp sao được. Đã có hung nô đây rồi. Rồi đã. Lực lượng viễn chinh của mình đang đến. Cái thành này ở gần này, cho nó lên cái tường thành phát cho chắc. Lên cái lương thực á. Đủ lương thực sống là được.
Tường thành cấp 1 là nó không trừ cái gì cả, đúng không? À. Kiểu này rất tốt. Đấy, thắng được mấy trận phát sợ hãi à? Sao lại sợ hãi? Chấp hành kỷ luật, dễ nhìn, cuốn hút. Thản nhiên, tăng vào xảo quyệt, trừ thẩm quyền này rất cao à? Này, sợ hãi, trừ nhiệt huyết. Cũng được, nói chung nó là tướng cùi nhưng mà cũng được. Cùi mà như vậy thì cũng được rồi. Nhà vua thì sắp qua đời rồi. Nhà vua năm nay bao nhiêu tuổi? 69 rồi. Chắc cũng không thọ được lâu nữa đâu. Tướng à? Trận chiến thành công Sartinov lại không phải là tướng vua, cũng không phải là thái tử. Thế chán. Ôi. Chạy, đúng rồi. Không sao, mình còn nguyên một bắt đời, đừng ám sát thái tử của anh. Bọn này cử hết quân đi à? Thành này Sassanid nó tiêu diệt đấy. Có vẻ như hình như thằng châu Phi lại đánh lẫn nhau thì sao ấy? Hung nô nó đuổi bọn này chạy ré kèn. Đây à? My lord offers you peace. Tomorrow his preoccupation with this war. Mày dám tự dưng tuyên chiến với tao? Bây giờ lại xin hòa bình. We demand only a modest weight of coin. My master always looks. Tao không cần hòa bình với mày. Anh không cần hòa bình với mày nhé. I hesitate only because I do not wish to add. Xong thì rồi làm sao? Ổn vậy vẫn gọi. Ôi, có vẻ như nhà vua của chúng ta qua đời rồi. Chính xác. Năm mươi bảy tuổi à? Không phải à? Một tướng à? Được thăng chức. Con cháu bây giờ cũng đông phết rồi đấy.
cho mấy thằng này bổ nhiệm cho nó đi chức. Cho nó đi chức vụ. 5449 rồi. Sao mày lại cho quân ra đây? Mình đang hỏi xem là trận này thì nó đánh mình bằng cách nào đây. Đang tự hỏi là nó sẽ đánh mình bằng cách nào đây. Nắng đẹp quá nhỉ, đánh nhau ở phương Nam này sướng thật. Thời tiết nó đẹp này. Đánh nhau mãi cứ ở mấy cái vùng phương Bắc, suốt ngày mưa, mới không sương mù, không thì tuyết. Sắp vào tầm bắn rồi. Cái thuyền đâm hút này nó ở đằng đầu, nó thiết kế cái gì mà nó hút mạnh thế nhỉ? Úi dồi, khổ thân. Bắn tập trung quá. Bắn tản ra. Đợt thứ hai đi lốt hàng này. Chắc là khả năng không lên nổi tới nơi rồi. Rồi. Đợt thứ ba khả năng nó không lên được tới nơi rồi. The general has been killed. Excellent. Rồi. Như dự đoán. Nó không thể lên nổi rồi. Loạt tên nữa là xong. Loạt tên nữa là xong. Mình đoán đúng rồi. Chìm hết. Bắn chìm lốt. Chìm lốt. Ôi, chết hẳn với một thằng.
Thế này thôi nhưng mà đánh auto chết nhiều lắm nhá. Rồi. Chết một thằng hồi 1% thì coi như là không chết thằng nào à. Lãnh đạo hạm đội này. Yes. The ship cannot go there. Oan tội một hạm đội của nó. Hạm đội này thì ăn làm sao được? Biết mà, không tới nơi nổi đâu. Thôi qua tiếp này, cho nó hoàn thành cái chiến dịch này cũng được. Bây giờ là quân đoàn thái tử lên đây đã. Ơ, nhà vua bị về thành dưỡng sức à? Ờ đúng rồi. Ủa, nhà vua bị về thành dưỡng sức rồi. Nó ám sát hụt thôi, nhà vua không chết. Chỉ bị về thành dưỡng sức nhưng mà vua cũng yếu rồi. Tấn công không nhỉ? Tấn công vào đây. Nó rút hết quân rồi. À nhờ, có tường thành mà quân cũng đông ghê nhỉ. Đến đây phát ạ. Chưa thích đánh nhau. Đợi hung nô nó sang nó tàn phá đã. Gì thống đốc gì mà chỉ số vớ vẩn này. Thống đốc. Đây đây. Nó có một cái hạm đội đây này. Thằng này xong rồi, hung nô nó khử rồi. Hai quân đoàn hung nô nó đóng ở đây. Ấy, hung nô nó đi trên đất của mình nó còn được hồi máu nữa. Thế thì bọn này dẹo rồi. Đúng rồi, nó là đồng minh quân sự của mình thì nó đi trên đất của mình nó hồi quân mà. Rồi, xong, xong. What? Hết rồi. Thế giới này là của chúng mình rồi. Rút quân về nước hết à? Rút quân về nước. Chưa có ý định tiến sang châu Á.
hoàn thành chiến dịch cũng được rồi. Thành Constantinople thì cũng đã chiếm được rồi. Châu Á thì cứ để thằng Hung Nô nó sang nó đốt. Xong. Xong. Đấy. Hung Nô chỗ nào có quân. Nó đánh trận xong nó lại được hồi quân bởi vì nó là đồng minh của mình. Thế thì khác gì nữa. Hổ thêm cánh. Vẫn là 449. Tiền càng ngày càng nhiều. Ba quân đoàn Hung Nô nữa đang tiến xuống. Đây rồi. Ready for orders. Đấy, phải nhà vua cầm quân đánh. Bây giờ đang là mùa gì nhỉ? Mùa thu khắc nghiệt à? Ôi, sắp sang mùa xuân, mùa đông nữa cơ. Ồ, một hai lượt nữa là xong chiến dịch này rồi. Thái tử đâu? Quay vào đây. Laying siege to their hovels. Ready for orders. We take this settlement for the tribe. Fleet ready. Thằng này nó trèo lên đất của mình này. Quân thì không có mà nó trèo lên đất của mình. Ây da, Sassanid ở dưới này đông thế. Nếu không nhầm thì còn 2 hoặc 3 lượt nữa là hoàn thành chiến dịch à? We take this settlement for the tribe. Ready for battle. Laying siege to their hovels. Ôi ôi, bọn này nó thành nào của nó cũng có tường cao này cơ à? Vãi thật. Quần đồng phết đấy. Dạ. Để đánh cho Sassanid to đầu. Úi giời ơi. À, một cái thành nho nhỏ mà. Thành nho nhỏ mà nó cũng ôi, nó đặt thắp canh chỗ nào cũng có này á. Này bắn mỏi tay hết thắp canh à? Thôi khỏi cần thắp canh, bắn thắp canh nữa. Đục luôn một lỗ phi thẳng vào nhà nó luôn. Ừ.
được phá tháp canh này xong rồi tiến theo cái đường đấy nào, không còn tháp canh bắn nữa. They will bleed for us. Group binh của nó cũng được thôi. Ơ, sao đơn vị này à, mình nhóm nhầm thảo nào. Nhóm nhầm thôi. Nó có 3 đội thuyền bắn cung. Bắn luôn. We come to the enemy's home. We stand before these walls knowing this will be a great victory. And once we have taken the fight to their very hearts, we... The enemy approaches. And speed. Ôi giời, phá bắn kiểu gì ấy? Bắn lẫn nhau à? Đây này, à không phải, mình nghĩ oan cho nó. Bên kia, pháo bên kia nó bắn. Tường thành của nó có pháo nó bắn. Ôi ôi. Tiến vào chỗ này, tiến vào đây. Không bị tháp canh nào bắn nữa. Xong đội pháo rồi. Ghê nhỉ. Pha bắn kiểu gì này. Mãi chả chết nó này. Bắn toàn xịt lốp này. Walls are destroyed. The defenses are no more. Phát nữa. The enemy's tower has been destroyed. Vào đây. Mình sẽ đi vào từ hướng này. La Mã này đánh tởm hết nhở. Ô, bị nó đẩy cho ngã. Lại. Sao để nó đấm?
xong rồi. Tường thành đã bị sập. Ấp canh thì nó bắn nó làm đây. Enemy units have returned to the battle. Quái nào mà bắn thấy trứng bùm bùm ở đây mà chả thấy giảm tí phần trăm nào này. Sao thằng tướng nó lại ra tận đây để đứng này? Nó còn mấy thằng cung thủ nữa. Nó không chịu trèo lên bờ à? Ây da. Nó không có lính tập xa. Xong rồi con ạ. Trèo lên bờ. Nó còn vài đơn vị lính đánh xa đây. Sosman đúng không? Đồng quần quá. Đồng quần quá.
Chạy hết ra đây, bơi hết ra đây. Rồi, Lomba Sosman thử hết cho nó xong. Chiến tầm gần này thì Lomba Sosman biết sợ ai. Với các thành phố phương đông nhìn đẹp thế. Enemy units have rallied and returned to the battle. The enemy are losing ground. Vào đi, vào đi, kỹ binh rồi vào. Cung nó bắn thấm thế nhỉ? Tiến sát lên không là ăn đòn bây giờ đấy. Áp sát bộ binh của nó không phải chết đấy. Studio lập lên. Nó xong rồi. We are capturing a victory point. Tướng nó chỗ quái nào nhỉ? Các tướng trên này không, mình chạy qua có thấy tướng nó đâu không? Mày tránh. Binh của mình đạp thẳng mặt luôn giáo binh của phương đông nhá.
sao phải xoắn. Kỵ binh của Japanic là dám đập thẳng mặt luôn. Rồi mày bướng anh, đám cung thủ nó bắn mình rát quá. Xong. Không ngờ là những giây phút cuối cùng, mặc dù chỉ là... Ô, khôi phục được cái thằng gì lên đây? Ready for battle. Khôi phục gì đây? Nó cũng dạng một kiểu La Mã hay sao? The gods bless us with your presence today. I will doubtless find pleasure in your wisdom here. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau của mình.